chào các bạn đến với kênh YouTube Bi Thang Batter Vito. Nhớ đăng ký kênh để lại một like, một comment và một chia sẻ giúp kênh phát triển. Cảm ơn. Các bạn hãy subscribe và đừng quên bấm chuông để xem những video mới nhất nhé. Không chịu ký biên bản đấy. Ông ký chứ sao ông ký? Tôi phải ký để tôi lấy đi biên bản chứ. Bây giờ các anh không cho tôi xem hình ảnh tôi vẫn ký. Thì anh có ký đâu? Có ký. Tôi yêu cầu cho tôi xem hình ảnh không cho. Xem hình ảnh đi chứ. Nói để xử lý tôi có hình ảnh mà. Tôi hình dung như thế anh mà không có hình ảnh sẽ trả lại cho anh ngay. Đó. Không trả lại mà phải bồi thường như phải xin lỗi. Đúng. Xin lỗi. Đúng trả lại ngay sao được anh. Đấy. Đây đâu có đây. Xử phạt anh nhá, là phải có một bài kiểm định vi phạm của anh. Đấy, anh nhớ không? Tức là lúc nào xử phạt về anh đây, phải giao được nhưng mà... Bây giờ tôi trình bày với anh Khang tổ trưởng này nhá. Vâng. Tức là tại điểm D khoản 1 điều 3 luật xử lý vi phạm hành chính, người có cái thẩm quyền ra quyết định xử phạt phải có cái nghĩa vụ. Ở đây tôi nói là cái nghĩa vụ đúng rồi. Phải chứng minh đúng. Hình ảnh đúng không? Mà hình ảnh ở đây tôi xem là tôi xem tại cái thiết bị nghiệp vụ của Bộ Công an rồi. Cấp cho các anh đi làm đấy. Cái máy đấy là nó phải còn tem kiểm định, còn ngày kiểm rồi. Định và có giấy chứng nhận kiểm định rồi. Đúng chưa? Và hơn nữa là các anh đi làm hôm nay là có được sự phân công không? Có chuyên đề, có kế hoạch không? Rồi, okay. Đấy, bây giờ tôi là cái người dân, tôi thượng tôn pháp luật rồi. Xuống các anh nói rằng là xe tôi quá tốc độ, tôi xuất trình giấy tờ rồi. Gồm đăng ký rồi. Đúng không? Rồi. Bảo hiểm, đăng kiểm, giấy phép lái xe rồi. Rồi đó, bây giờ là tôi xuất trình rồi. Rồi còn cho tôi là người phạm, tôi cũng có cái quyền rồi, tức là tôi rồi. Có cái quyền chứng minh tôi không vi phạm đúng không? Rồi. Còn các anh là phải có cái nghĩa vụ rồi. Cái nghĩa vụ ở đây là phải chứng minh rồi. Tôi không có chờ đợi ai đâu rồi. Anh này em phải giải thích cho anh những cái yêu cầu vừa nãy anh nói này. Nhà thứ nhất rồi, thứ nhất là về cái nghĩa vụ để mà chứng minh anh vi phạm mới xử phạt được anh rồi. Tức là lúc nào ra quyết định xử phạt, người thủ trưởng của em ra quyết định xử phạt anh là bắt buộc phải chứng minh được anh vi phạm bằng hình ảnh. Nếu vi phạm được ghi nhận qua thiết bị kỹ thuật là sẽ chứng minh bằng hình ảnh, không có hình ảnh anh không đóng phạt, được chưa? Đấy là một, đấy theo ý thứ nhất anh trả lời. Thứ hai, anh nghi ngờ về cái sự phân công đi làm hôm nay, thì cái này là quy theo quy định á, là bây giờ sẽ mời anh về trụ sở phòng kiểm tra phòng và lại gặp lãnh đạo của em để xem về phân công công tác của em ngoài đường đấy. Bọn em là sao quay không có phòng nghiệp vụ là để cho ai chỉ có là cơ quan cấp trên của em chỉ ra đấy và chúng ta thấy ra luôn đủ giám sát đấy. Anh không giải thích đúng, tôi nói cho các anh biết là các anh có cái nghĩa vụ phải chứng minh cho tôi. Bây giờ tôi thử hỏi này, các anh có tin tôi không? Rõ ràng các anh không tin tôi đúng không? Tôi cũng không phải tin các anh. Đúng rồi. Tôi nghi ngờ các anh lạm quyền, các anh đánh quả trong việc này sao? Thậm chí cái máy của các anh bắn máy không phải máy nghiệp vụ của Bộ Công an. Ủa đây là cái quyền của tôi. Tôi có quyền nghi ngờ như thế. Ở đây tôi không có quy chụp các anh là các anh như thế, nhưng mà cái quyền của tôi nghi ngờ như vậy. Đúng không? Thì bây giờ đồng chí đang làm gì ạ? Có ý kiến. Tôi nói cho anh biết này, tôi là thành ở Con Tum, tôi góp ý cho lực cảnh sát giao thông cả nước này. Úp trên YouTube đấy các anh. Thoải mái. Sợ tên tôi nó ra liền. Bây giờ tôi yêu cầu các anh cho tôi xem hình ảnh tại cái thiết bị nghiệp vụ của Bộ Công an cung cấp. Cái này là các anh phải có cái nghĩa vụ chứng minh cho tôi xem, vì tôi là người dân mà. Không phải là các anh bắn tôi ở đây. Ở đây tôi nói là tôi không phải kiểm tra các anh, vì nếu không xâm hại tới quyền và nghĩa vụ lợi ích hợp pháp của tôi không kiểm tra các anh. Nhưng rõ ràng ở đây nó đang xâm hại tới quyền và lợi ích của tôi yêu cầu được kiểm tra. Tức là như này, bây giờ các anh hôm nay các anh thực hiện cái chuyên đề đo tốc độ này thì có được lãnh đạo của anh phê duyệt không? Tôi nghi ngờ các anh. Bây giờ công an giao thông cả nước ra đánh quả đầy báo chí đăng đầy. Tôi vừa anh em công an vừa mới gửi cho tôi một cái clip rồi của công an tu đây này. Em đây có tên tuổi, có bảng tên, có thể anh cứ làm đơn nhé. Tôi nói anh là tôi làm đơn khiếu nại giao thông là khắp cả nước rồi. Ở trên YouTube các anh thấy thoải mái. Không sao, chuyện đóng phạt với tôi. Tôi nói cho anh là tôi là công dân, tôi đóng phạt vào ngân sách nhà nước. Tôi cảm thấy rất là vinh hạnh vì mình cũng đóng góp cái phần, cái trách nhiệm của mình để xây dựng đất nước. Rồi. Nói anh vậy. Anh em thoải mái. Anh em phóng viên vô cùng mới gửi tôi xong. Công an Kon Tum
nhận hối lộ mới gửi xong này. Tôi thật với anh, tôi góp ý lực lượng cảnh sát giao thông cấp cả nước. Còn bây giờ tôi yêu cầu như vậy là các anh cứ ấy đi, các anh cứ đáp ứng cái yêu cầu của người dân đi. Đấy, bây giờ một tổ công tác của các anh gồm có 4 người thế này, bây giờ có 2 nó có gia đình tôi đi vi phạm này, tôi yêu cầu những cái này rõ ràng mà các anh cũng không thể hiểu khác được. Bây giờ anh bảo tôi về phòng xem cái chuyên đề, anh căn cứ đồ anh nói về phòng xem chuyên đề. Dẫn nào nói cái anh nói rằng người dân vi phạm về phòng xem chuyên đề, anh chỉ cho tôi vì anh cũng bảo biết được chuyên đề của chúng tôi, chuyên đề của chúng tôi là cả lãnh đạo chúng tôi. Bây giờ tôi lại hỏi anh nhá, anh Thăng tổ trưởng đây đúng không? Bây giờ tôi nói anh Thăng nghe này, cái chuyên đề tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông có phải chuyên đề mật không? Mật đấy, đúng đấy. Nếu mật thì phải đóng dấu mật. Thế cái anh đưa đây, tôi có chuyên đề đóng dấu mật tôi không xem. Tôi người dân tôi không xem những cái việc mật đấy. Anh hiểu như thế là chưa đúng, tôi không kiểm tra. Rõ ràng đang xâm hại tới cái nghĩa vụ và quyền lợi của tôi. Tôi xem kiểm tra. Tôi xem tôi nghi ngờ. Ở đây tôi nghi ngờ các anh lạm quyền trong đây. Pháp luật. Các anh thấy báo chí đăng đầy cảnh sát giao thông ra đường đánh quả đầy. Thậm chí rõ rồi. Tôi nói cho các anh nghe cái quyền của tôi chỉ được mỗi cầm bút thôi, chứ tôi chả quyền hành gì vì tôi người dân mà. Tôi người dân mà. Cho nên rằng á, bây giờ tôi xuống đội trình bày đúng không? Bây giờ các anh lập biên bản thì các anh đáp ứng yêu cầu của tôi đi. Không có bắt tôi đứng nắng thế này. Ai? Đáng cái đấy, em đứng đấy có ai bắt tôi đứng nắng thế này. Chết. Đấy có ai được bóng dâm đâu đúng không? Đáng cái em đứng ngoài nắng cả mà. Đúng không? Nhưng mà lùi nó mình cứ lập cái đá. Sao đâu? Trời ơi, tôi ngon. Kể nó sẽ bị kiến của lên đau ấy. Thật với anh tôi dạy nhân nộp phạt nó có thể cho mình xin một subscribe được không? À, bởi vì ai quyền lời của mình cả mà. Đúng rồi. Nãy đồng chí này giải thích như thế là sai đấy, đồng chí thằng kia giải thích như thế là không đúng, là không sát với văn bản quy định quy phạm pháp luật đâu. Ủa, tôi là người hành nghề luật mà sao anh nói như thế là nói sai hết rồi, nói nó phải bám sát nội dung. Tức là ở đây á, nó liên quan trực tiếp tới cái bản thân tôi, tức là ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ luật pháp của tôi. Nhưng nhà xử lý tôi vi phạm này phải đóng phạt, nó ảnh hưởng nó lại nhiều quá. Anh phải cung cấp cho tôi xem. Nói chung là cơ bản là anh yên tâm. Bởi vì này, thứ nhất, nếu anh có sai thì anh đóng phạt về lỗi hành chính thôi. Đúng. Còn anh em đi sai thì anh em lỗi với ngành nữa, với đảng rồi, tất cả chính phủ nữa. Đúng. Rồi lỗi cả phải làm thế này nữa. Rồi anh em cũng dám làm sai. Anh cứ thông thả thôi, thôi nhé nha. Không, thông thả mà tôi thông thả mà cái gì đâu. Anh em đây thông thả và làm việc thôi. Từ ai sai thì cái này chịu thôi nhé nha. Anh thấy không, trên YouTube tôi góp ý lực lượng cảnh sát giao thông cả nước ấy, đâu phải có đây đâu. Tôi nói anh là luật nó phải có cái trình tự nó rất là rõ ràng. Ở đây tôi các anh thừa nhận là tôi rất là tuân thủ cái quy định quy phạm pháp luật. Các anh thông báo tôi có lỗi thì tôi xuất trình ngay. Còn cái chuyện anh em nói chuyện với nhau là cái chuyện sau. Tôi xuất trình liền. Tôi đâu phải chầy bừa như người ta, là các ông là phải cho xem hình ảnh tôi xuất trình liền. Không phải, tôi tôn trọng các anh. Đó là cái nghĩa vụ của mình. Chứ còn bây giờ tôi hỏi các anh, bảo các anh có tin tôi, rõ ràng các anh đếch tin tôi, tôi cũng đếch tin các anh. Nên cái đó là rõ ràng là như vậy. Bây giờ thì tôi bảo là về phòng tôi in hình ảnh nói xin lỗi, Photoshop anh muốn đưa vào xe đưa vào. Đã giám định nó lại là cái chuyện khác. Nếu mà liên quan đến vụ án thì rõ ràng phải giám định. Nghĩ ngờ vô số là phải giám định. Tôi rõ ràng. Nếu mà nó là một cái vụ kiện thì chắc chắn phạm ở chỗ đó. Tôi đi từ trong cung tung ra đây thì qua rất nhiều cái đoạn đường nó cũng như thế. Hôm nay anh em mà đã mà nói lý với nhau thì nó phải như thế. Không, có đi vi mà. À thế nếu có đi vi mà. Thế các anh cho tôi xem. Có khi này cho anh xem đấy, anh cho xem. Anh xem có máy iPad. Không. Tôi nói anh máy iPad không phải cái thiết bị của nói, Bộ Công an. Nói anh nghe thế này. Trong cái máy trong bộ mới của Bộ Công an người ta trang bị á, của cục trang bị á là có một cái máy là
thông qua hình ảnh chụp xong thì có cái thẻ phạt Wi-Fi, người ta phạt qua một cái máy trong trang bị theo máy luôn, tức là thiết bị đi kèm. Đúng rồi, nhưng tôi nói cho anh biết cái thiết bị đi kèm nó lại không nằm trong cái danh mục của Bộ Công an quy định rằng đó là thiết bị nghiệp vụ. Đó trang bị cho anh em ấy. Ừ, trang bị. Tôi nói anh, cái anh dùng như thế là vẫn chưa đúng, sai. Tức là cái máy này bác hoặc cái điện thoại giả sử phòng cấp cho anh nó cũng là thiết bị đi kèm. Cái thiết bị đi kèm đấy thì nó đúng là Bộ Công an mà quy định để các anh dùng không? Thì anh em ở đây thì tăng vì cái gì dùng gì đó. Tôi nói rằng hình ảnh xem trên máy bác là bệnh. Anh em ở đây tăng vì cái gì dùng gì đó thôi. Nhớ nha. Luật nó có trình tự, có quy định của nó rất rõ ràng. Có thể cho mình xin một subscribe được không? Qua Đồng Hới. Qua Đồng Hới. Nhớ. Hả? Đi nhớ tới Đồng Hới. Có máy bắn tốc độ, có máy đo. Bắt đầu vô Đồng Hới cơ. Không được, lập biên bản. Sao anh thằng đi quá tốc độ ạ? Anh chỉ huy tôi. Có cứ mới nhau ký cái đất đó, ký không ký. Thôi bây giờ. Bây giờ anh rồi đây. Anh Phạm Hùng Thăng nhá. Vâng. Anh cho rằng tôi vi phạm đúng không? Tôi yêu cầu cho tôi xem hình ảnh tại cái máy đo tốc độ. Anh đáp ứng đi. Rồi tôi ký. Tôi ký tôi đất cần về đâu. Anh đem về đi, hôm sau tôi gửi cho anh tờ A4. Ủa. Vào đâu? Gian đâu trên xe tôi còn vợ nhỏ con thơ kìa. Đi đâu? Anh tổ trưởng cho tôi xem máy đi. Cảnh máy đo tốc độ đi. Ai cho tôi xem trò chơi như thế này? Anh trò chơi để nhà mấy đứa nhỏ nó chơi. Cái anh lớn rồi ai đi chơi trò này. Máy đấy cũng được cấp đấy mà. Tôi nói anh á, tức là cái danh mục cái thiết bị đi kèm nó lại không phải là cái thiết bị nghiệp vụ đâu nhá. Các anh lưu ý chuyện đó. Kể cả là phòng có cấp. Bây giờ là hình ảnh hiện tại là đưa in được. Khi nào anh về xử lý thì không phải coi cái máy chứ đâu phải là coi coi cái máy iPad. Máy iPad. Tôi rất là tôn trọng anh em, anh em phải tôn trọng lại người vi phạm. Anh cho rằng tôi vi phạm thì anh phải tôn trọng lại tôi. Giờ anh thông báo tôi này. Đăng kiểm bảo hiểm. Rồi đây đúng, đây đúng, đây đúng. Chứ bây giờ các anh cho tôi xem hình ảnh đi, các anh cho tôi xem coi trò chơi. Tôi nói anh không hiểu chứ em nói mấy thôi. Tôi nói đây nói. Anh đừng có nói tôi không hiểu.
anh nói thế. Em nói là lần nữa tức là lần này. Anh không hiểu thì có. Sao lại nói tôi không hiểu? Thật đi. Bây giờ anh là tôi dân thành vấn đấy chứ không phải anh nói không hiểu là nói bậy đấy. Là em cũng nói với anh rồi. Đưa ra đi. Tôi sáng đi, em bắt xe về đó. Nhất trí, nhất trí. Là lúc nào mà không chứng minh, tức là lúc anh đồng phạt là phải chứng minh được anh vi phạm. Thì anh phải đồng phạt, đồng phạt đúng không? Thôi để anh hiểu không? Anh nói đi. Đó, tức là lúc nào anh đồng phạt thì phải có hình ảnh chứng minh anh vi phạm. Thì anh phải đồng phạt. Đó, người dân là người ta chấp nhận thôi. Tôi nói anh Thái Phúc nha, tôi hỏi anh Phúc có tin tôi không? Sao anh có tin tôi không? Rõ ràng anh không tin tôi đúng không? Tôi cũng không có nghĩa vụ phải tin anh đâu. Anh không có buộc phải tin anh đâu. Đúng không? Đó là căn cứ biệt theo hình ảnh và căn cứ rất. Thế thôi, thế thì bây giờ tức là tại cái thời điểm mà các anh cho rằng tôi vi phạm ấy thì các anh gọi máy đem máy đo tốc độ về đây. Tôi cũng sẵn phẳng mà tôi có lằng nhằng gì vào đây đâu. Rồi thì nó thi đấu nhẹ nhàng mà. Má cái gì đâu mà anh tôi một vòng rồi tôi về tôi quay lại tôi xử lý được cái gì đâu mà đơn giản. Mỗi tuổi đứng ở đây hơi nắng trời đấy nắng giống nhau cả thế. Anh ngủ cái trưa này uống rượu sao mặt đỏ thế. Anh ra được phơi nắng khoảng một tâm tiếng hô xem nó đỏ không biết liền à. Cả tổ trưởng uống rượu buổi trưa sao mặt đỏ. Anh cứ ra anh cứ ra đứng cái nắng anh biết rồi nắng quảng bình anh. Thế là tôi đứng bên anh và tôi say luôn đấy. À, thế đấy. Mà anh nói tôi này là Vũ Khổng đấy. Vũ Khổng á. Vũ Khổng là vui làm. Đó, vui vẻ là được ạ. Thế nào vui vẻ là được. Nhưng mà nó là Vũ Khổng đấy nhá. Tôi nói này. Nắng tức là hình như các anh tổ trưởng này có uống rượu. Những gì tôi hỏi là thế nào vui vẻ là được. Nhưng mà nói tôi là Vũ Khổng đấy. Tôi hỏi mà. Càng bố lên làm. Cái gì mà nói là căn cứ. Như anh nói cái gì mà nói. Tôi hỏi có phải các anh uống rượu sao mặt đỏ thế. Tức là tôi hỏi anh nghe rõ không nói rồi nha. Không, tôi không nói đùa. Tôi đừng ghen mà vui cảm giác cái sai. Là đúng là sai. Không. Em chỉ anh ấy. Tôi hỏi. Không, đó em chỉ chỉ anh ấy. Các anh cũng nghe rõ câu hỏi của tôi. Em quên phải lấy đâu. Đây là mày anh quay. Hỏi là hỏi. Đùa là đùa. Không, tôi không nói đùa. Đùa là đùa nha. Thì từ hình như anh có thể nhìn thấy cái ánh mắt đỏ. Anh có thể nghi ngờ. Đó là việc của anh. Nhưng mà anh nói không mùi là khác. Đấy. Tôi đang hỏi mà. Tôi đang hỏi mà tôi hỏi chứ tôi chưa quy kết nhá. Tôi quy kết thì các anh mới nói tôi được. Thì tôi đang không, hỏi. Đấy chúng chưa nói. Anh nghe rõ tôi. Đây anh em đang chấn chỉnh. Không. Tôi có nói sai đâu mà chấn chỉnh. Cái gì là lời nói của anh? Tôi có nói sai đâu. Tôi nói đúng mà. Có nói sai đâu mà chấn chỉnh. Lời tôi không có nghĩa vụ tin các anh, tôi đang nghi ngờ anh em đi đến quả mà. Ủa tôi nghi ngờ mà. Ủa đây cái đó tôi nghi ngờ. Anh có quyền đấy, cái quyền của tôi nhé. Đấy. Quyền tôi nhé. Quyền tôi cái gì đâu. Ê, không có chỗ nào núp được tí. Thế này anh bánh bắn tốc độ anh chỗ nào mà anh bắn được nắng thế này. Dạ. Nghĩa vụ mà tuyên truyền nhắc nhở bảo vệ trách nhiệm. Đúng rồi, tuyên truyền. Đây là công việc trách nhiệm. Dạ. Bên cạnh tuyên truyền nhắc nhở còn có phải xử phạt. Đã rõ rồi. Tức là cái tính nhân văn của pháp luật nó rất là nhân văn. Là đầu tiên là tuyên truyền nhắc nhở, sau đó rồi mới trừng trị. Tôi hiểu mà, phải tôi không hiểu đâu. Tính nhân văn của pháp luật nó cao lắm. Tôi kệ nó, hôm nay tôi học khôn được ra ở đây cũng được, không sao cả, vui vẻ, không có gì.
nếu như tôi sai. Đương nhiên là các anh phải làm đúng, nếu không đúng thì chắc chắn không được. Đúng rồi. Xin phép các anh vui được hương nha. Phòng chỉ huy xin lỗi, chỉ huy của anh có phải chỉ huy của tôi đâu. Để lên xe lấy chai nước uống đi. Tôi có quyền của tôi trong cái hình ảnh mà anh đang sử dụng quay vào tôi đấy. Quyền cá nhân theo luật dân sự. Không, nếu một quyền cá nhân thì anh mặc bộ đồ dân sự vào chứ anh không. Đang mặc bộ đồ ngành này anh không. Nói như thế lại sai rồi. Không, anh là có quyền giám sát quá. Nhưng anh tôi có không, quyền hình ảnh cá nhân của tôi không có quyền giám sát tôi này. Các anh quay tôi, các anh phải xin ý kiến tôi này. Anh đang mặc bộ ngành, anh đang mặc bộ của dân mà các anh nói như thế là lại sai rồi. Tôi có quyền cá nhân của tôi đó. Quyền cá nhân là nó quy định dùng cho cái lực lượng dân sự cá nhân. Đó là tôi. Chứ không phải là anh biết, tôi nói anh biết như thế. Bộ như thế đâu. Và anh cứ đừng sử dụng như này. Tôi kinh nghiệm là sử dụng mục đích. Đúng rồi. Nếu mày sử dụng sai mục đích, tôi có cái kinh nghiệm này đấy. Ồ, đó. Tôi tinh thông cái chuyện đó. Thoải mái, anh em tôi thoải mái, rất thoải mái. Vâng. Nhưng mà phải đúng pháp luật. Tôi tinh thông cái chuyện đó, thượng úy Nguyễn Thanh Hải yên tâm. Quyền cá nhân, quyền đối với công dân không phải là cán bộ công bộc của nhà nước. Giải thích như thế là giải thích bệnh mất rồi. Các anh đang là công bộc của dân, các anh đang mặc bộ đồ ngành mà các anh nói giải thích quyền cá nhân ở đây là nó không hợp. Tôi giải thích cho các anh nghe như vậy thì được. Giả sử các anh quay tôi giải thích nó thì được. Các anh giải thích cho tôi thì được. Tinh thông mấy chuyện này. Được không? Được. Ui, cảm ơn anh. Ôi, quá. Ngại thôi không. Dạ, cảm ơn anh. Tốt quá.
lên xe đi. Anh cho xem hình ảnh đi. Sao anh cho mấy anh đọc lại bên bạn đi. Em bảo anh cho mà. Tức là lúc nào mà nộp phạt phải có hình ảnh thì mình ấy mình phải nộp phạt. Không, thì bây giờ tôi yêu cầu là cho tôi xem nhưng mà anh hình ảnh để máy đo tốc độ. Không. Nhưng tức mà là bây giờ tôi ký là đồng nghĩa tôi xác lập cái hành vi vi phạm của tôi rồi. Đây này, mà tôi không đồng ý. Không được. Đi vào đây này. Bây giờ tôi lý do sao các anh không cho tôi xem hình ảnh tại cái máy đo tốc độ? Tức là luật xử lý vi phạm hành chính có cái này. Quy định rất rõ đúng không? Người có cái thẩm quyền mà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là cái lực lượng thực thi pháp luật như các anh ấy. Lúc nào phạt phải có hình ảnh phải có nghĩa vụ chứng minh cho tôi. Lúc nào phạt phải bây giờ phạt thì các anh bắn được cái máy hết hiệu lực rồi, các anh đẻ tôi ra các anh phạt còn xem trực tiếp. Bây giờ anh muốn xem trực tiếp theo không thông tư 01, bây giờ anh muốn xem trực tiếp là mời anh về phòng cảnh giao thông và cái máy về cho. Thông tư 01 chỗ nào quy định rằng tôi phải về phòng? Về xin thưa anh, thông tư 01 tôi thuộc nha. Bây giờ thông tư 01 này cái chỗ nào quy định rằng tôi phải về phòng? Bây giờ tại đây là không có hình ảnh trên xe. Ô thế không có hình ảnh thì thế các anh làm ma. Sao làm ma thì em cho tôi xem hình ảnh đi nhá. Tức là lúc nào xử lý không được. Có hình ảnh anh mới phải đóng. Ô thì tôi làm sao tôi tin các anh được? Anh đọc lại biên bản. Xin thưa các anh, lực lượng cảnh sát giao thông là rất mất niềm tin với nhân dân. Quay tôi ấy là đồng chí phải xin phép tôi nghe. Đấy anh giải thích về tôi quay là đồng chí làm việc chứ. Đấy, anh giải thích cái luật dân sự đấy, là anh giải thích tôi giải thích anh lại cho anh mới đúng đấy. Quay đâu? Tôi đang quay đồng chí tôi đấy. Đấy. Anh đọc lại biên bản này. Tức là bây giờ tôi yêu cầu là cho tôi xem hình ảnh rồi. Bây giờ tôi viết ở đây tôi xác lập cái hành vi vi phạm tôi sao được? Biên bản của anh nên dấu treo đâu? Để có căn cứ lại sau này xem cả cái như thế nào đấy. Anh phải xin phép tôi. Tôi đã quay cảnh đồng chí tôi là người dân anh quay tôi phải xin phép tôi nha. Dấu treo của anh đóng như này cũng là đóng bậy rồi. Đây là cái dấu quốc quy. Mà cái dấu quốc quy phải đóng chùm lên một phần tên của đơn vị là đóng gốc đây này các anh này. Các anh đóng như này là đóng sai rồi. Một phần tên đơn vị đấy. Không, các anh đóng như này là sai rồi. Các anh đóng như này là sai rồi. Thôi được rồi, nếu chứ sai. Nhưng mà bây giờ thôi được rồi, cái chuyện đó tôi sẽ phân tích sau. Tuy nhiên là bây giờ tôi yêu cầu là các anh cho tôi xem cái hình ảnh tại thiết bị đo tốc độ của các anh. Rằng là các anh đo tốc độ bằng cái thiết bị gì. Các anh ra đường các anh phải đo thiết bị bằng thiết bị nghiệp vụ Bộ Công an cung cấp. Bây giờ các anh không cho tôi xem, tôi không biết các anh đo bằng thiết bị gì. Đúng không? Rồi, bây giờ anh nhà anh mua cái máy anh nhà anh đo đây, cũng được. Đây, vào đây. Này. Không được. Tôi không ký biên bản vì là không có nhà anh chi đấy, cử việc vào đây. Đây không được, bây giờ tôi yêu cầu anh để cho tôi xem. Chứ anh nói thông tư 01 nó quy định cái chỗ nào rằng tôi phải về phòng. Đây, xin thưa anh, thông tư 01 tôi thuộc nha. Anh kiểu đọc lại biên bản đây này. Bây giờ cái thông tư 01 là anh giải thích cho tôi là thông tư 01 nó quy định rằng chỗ nào tôi phải đi về phòng để xem. Đây này anh đọc. Ôi anh phải giải thích cho người dân chứ. Nếu như mà anh không đồng ý. Tôi nói anh luật mà các anh co tròn như thế là không được. Cái quyền như các anh như thế là đang lạm quyền. Anh không đồng ý chỗ nào anh kiểu việc vào đây. Vâng, bây giờ tôi yêu cầu cho tôi xem hình ảnh xong tôi ký. Giấy tờ tôi đưa rồi, xuất trình rồi. Các anh kiểm tra đúng không? Bây giờ các anh đưa hình ảnh lên tôi xem. Bây giờ tôi không được xem hình ảnh của tôi mà các anh bảo tôi vi phạm tốc độ thì tôi vi phạm ở đâu? Thì anh về vào đây, tôi yêu cầu xem hình ảnh rồi tôi ký, đấy về vào đây, còn gì đâu? Thì đâu, anh đưa hình ảnh cho tôi ký xem. Anh về vào đây này. Không, anh đưa hình ảnh ra. Mục cho anh trên bài hẳn rõ ràng, cái này tôi hiểu mà. Các anh này, anh sử dụng mẫu thông tư số 34 biểu mẫu 9 hay biểu mẫu nào? Biểu mẫu 01 này. Mới nhất, 11 đó là mới nhất đấy.
Bây giờ các anh cho tôi xem hình ảnh đi, tôi yêu cầu cho tôi xem hình ảnh đi. Cái này các anh phải đáp ứng người dân mà. Cái này các anh phải đáp ứng mà. Cái này các anh phải đáp ứng mà, các anh cho tôi xem đi. Thế bây giờ bắt tôi tù mù thế này, bây giờ các anh cứ chụp mũ như tôi, bắt tôi ký như thế này thì cái quyền của các anh quá lớn. Không ai bắt anh ký hết. Thế thì các anh, bây giờ các anh giữ giấy phép lái xe của tôi rồi. Tôi yêu cầu là cho tôi xem hình ảnh, đúng không? Hình ảnh của tôi đâu? Bây giờ không cho tôi xem hình ảnh mà bảo tôi vi phạm tốc độ thì cái cơ sở nào để mà nói rằng tôi vi phạm tốc độ? Đấy, còn đấy không đồng ý chỗ nào anh được biệt vào đây. Ông, tôi không đồng ý, tôi nói rồi, tức là anh cho tôi xem hình ảnh đi, tôi ký. Nếu đồng ý anh được biệt vào. Tôi hỏi rằng là các anh bắn, các anh đo tốc độ bằng thiết bị gì? Đấy, anh không đồng ý. Có phải thiết bị của Bộ Công an cung cấp không? Nếu phải cho tôi xem. Ở chỗ nào anh không đồng ý? Tôi anh phải đáp ứng cái yêu cầu người dân chứ. Không đồng ý cái gì anh được biệt vào đây có mục rồi. Rõ. Đây. Tôi xem xong tôi sẽ nêu cái ý kiến của tôi, vì đây là cái quan điểm của tôi, các anh cũng không thể mớm cho tôi được cái ý chí của tôi được. Không, các anh cho tôi xem hình ảnh đi. Thế không phải là mớm. Đúng rồi, không mớm được tôi đâu. Anh. Vậy thì các anh cho tôi xem hình ảnh đi, hình ảnh của tôi đâu? Bây giờ không cho tôi xem hình ảnh mà bắt tôi ký biên bản thì xem chưa? À, ra làm việc với anh tổ trưởng cái, tại vì vẫn phải làm việc với người có tóc. Tôi yêu cầu trung tá cho tôi xem hình ảnh tại máy đo tốc độ. Anh ảnh này anh cái gì đấy không thể cung cấp cho anh được. Mời anh không cung cấp thì bây giờ à, anh cơ sở nào các anh được tặng thôi. Khi nào anh đến xử lý sẽ có hình ảnh. Hình ảnh đó, tôi có cái anh xử lý cái hình ảnh. Mời anh chưa biên bản lập xong rồi, mời anh ký vào biên bản. Tôi nghi ngờ là các anh có cái việc gian dối trong đó. Tôi yêu cầu xem hình ảnh. Nhưng anh không ký không? Không phải cho tôi xem hình ảnh thì tôi ký chứ. Chưa cho tôi xem mà bắt tôi ký làm sao được. Anh cho xem hình ảnh đi. Anh nhìn rõ tên trung tá nhá. Trung tá cho tôi xem cái. Tên tuổi thì tôi cứ lại thoải mái. Phạm Hùng Thăng, đề nghị trung tá Phạm Hùng Hùng Thăng cho tôi xem hình ảnh đi. Để cho tôi xem hình ảnh thì bây giờ các anh cứ bảo tôi vi phạm tốc độ, bây giờ các anh bắn ở đây hay là các anh bắn ở Huế? Sao tôi biết được? Tại định vị km bao nhiêu? Rõ ràng cái luật thì nó phải có cái quy định, có cái trình tự nó rất là rõ chứ. Anh nghĩ các anh cho tôi xem hình ảnh đi rồi tôi ký. Giấy tờ tôi xuất trình rồi. Tôi rất là hợp tác chứ không phải tôi chống đối những cái chuyện đó, tôi cản trở những cái chuyện đó. Anh nghĩ trung tá Khăn cho tôi xem hình ảnh đi rồi tôi ký. Cho rằng người ta vi phạm mà không thì các đồng chí làm việc như thế này lạm dụng quá đấy. Quyền quá. Các anh làm gì có cái quyền đó. Họ làm sai thì mình có quyền khởi kiến. Rõ rồi. Đó là cái quyền công dân là tôi biết rồi, tôi rõ rồi. Bây giờ ví dụ như cái máy thiết bị đo tốc độ thì cũng phải phải có ngày kiểm định này, có ngày hết hạn kiểm định này. Như bây giờ các đồng chí bây giờ không cho tôi coi hình ảnh. Cái máy đó hết hạn hay không hết hạn? Bây giờ anh về về phòng thì tôi coi, chứ anh lại dán cái tem khác vào thì sao tôi coi được? Anh vừa cảm thấy sai thì cứ lắm nữa. Cho tôi xem hình ảnh đi. Làm đúng quy định thì cảm thấy sai. Anh về làm đơn. Sai lên về làm đơn. Cho tôi xem hình ảnh đi. Anh ra về sai lên về làm đơn. Đó, vì còn nhân dưỡng xảy ra. Người dân phải có yêu cầu. Ví dụ yêu cầu giải thích thì tôi quan trọng giải thích. Yêu cầu chúng ta không xem hình ảnh đi. Được. Đó, cho thêm tin chỉnh ký vào nữa. Sẽ biên bản cho. Cái nhân chứng rồi xong. Cách phòng thuốc tôi. Xong rồi cho sẽ ra biên bản cho người vi phạm. Sẽ ra biên bản cho không nhân viên. Tức là bây giờ là hình ảnh là không có đúng không? Anh kia xử lý sẽ có. Khi nào anh về xử lý sẽ có nhé. Xử lý mới được xem hình ảnh. Chứ còn bây giờ là chúng tôi chưa in ảnh được cho anh. Bây giờ khi nào anh về xử lý nộp phạt chúng tôi sẽ cho anh xem. Còn hiện tại chúng tôi chưa thể in ảnh được cho anh. Nói là sai rồi. Sai thì chỗ nào anh cứ sai thì anh cứ làm lớn. Anh cứ làm lớn. Anh cứ làm lớn. Anh cứ làm lớn. Anh có vấn đề gì về máy đó cũng thuộc tôi. Điểm gì thế nào anh cứ làm lớn cho tôi. Bây giờ tại thời điểm hiện tại lập biên bản rồi không coi được cái máy đo tốc độ của các anh thì bây giờ sao bảo được là lập biên bản rồi. Anh là chúng tôi đưa để đo xem nhá. Chúng tôi phải xin ý kiến lãnh đạo đấy nhá. Đây là đang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của chúng tôi, phải không? Phải là đóng cái... mật không anh? Hả? Cái máy thiết bị đó có phải đóng dấu mật không? Dấu mật nào đâu? Cái
là cái máy thiết bị nó có phải cấp cho anh, có phải đóng dấu mật không mà anh? Không, cái này không phải là đầu dấu mật anh nhá. Đấy không phải là điền mật, điền mật phải đóng dấu mật nhá. Mà bây giờ phải các anh phải là tại thời điểm xảy ra tại thời điểm lập biên bản. Tại thời điểm cho rằng vi phạm mà không có hình ảnh đúng không? Đúng thế không? Phải có, sao nó không có được? Có, cho tôi xem đi. Đâu đâu? Cho tôi xem. Không về phòng. Cho tôi xem. Tôi về phòng thế thì các anh sửa hình ảnh của tôi sao? Sửa sao được? Thì anh đi gửi chứng từ làm đi, chứng từ làm đi. Anh sao là tôi đã tìm cái ảnh tôi thật. Tôi sao tìm cái ảnh làm đơn? Anh không tìm làm đơn đâu ạ. Tôi nhận được cái ảnh thấy con chỉ đăng đây. Tin thế nào? Chỉ đăng đây là biết bảo gì? Nhất trí. Bảo gì đang ở đâu? Sai làm sai thì làm đơn gửi kiện. Rồi. Sai như nào thì sửa đấy. Rồi. Bắt kim sai cho mệt. Nói có giới hạn nó nói cái này luật nó quy định, pháp luật nó hiến định rồi. Đồng chí nói thế không phải đâu, tôi không phải đòi hỏi đâu nha, luật nó quy định đấy. Các anh không xác định rõ cái quyền và nghĩa vụ. Đồng chí nói đây là nghĩa vụ các anh phải chứng minh. Sao lại cảm giác sai? Sai thì phải chứng minh được, thế mới gọi là sai. Cảm giác thế nào được? Nhất trí. Biên bản của tôi đâu? Cho tôi xin tờ tôi đi cho nó. Cho các anh còn đi làm. Nhất trí thôi. Đi vào đây. Không chịu ký biên bản đấy. Ông ký chứ sao ông ký? Tôi phải ký để tôi lấy đi biên bản chứ. Bây giờ các anh không cho tôi xem hình ảnh tôi vẫn ký. Thì anh có ký đâu? Có ký. Tôi yêu cầu cho tôi xem hình ảnh ông cho. Xem hình ảnh đi chứ. Nói để xử lý cái có hình ảnh mà. Tôi hình dung như nếu các anh mà không có hình ảnh sẽ trả lại cho anh ngay. Đó. Không trả lại mà phải bồi thường như phải xin lỗi. Đúng. Xin lỗi. Đúng. Trả lại ngay sao được anh? Đấy. Anh nói gì rồi? Anh nói giống như chơi. Cái đồ trẻ con cái iPad chụp máy, cái iPad mà chụp hình mà tôi ký chỗ nào? Cái đồ trẻ con trong nhà chơi. Tôi ký đây đúng không? Đây cho nó cái bảng kiện anh là ký vào đây. Rồi, bây giờ cho tôi đọc cái nha. Hôm nay 15 giờ 23 tháng 5. Đấy có hình ảnh cho tôi xem đi. Này tôi xem 73 đem hình ảnh tới cho xem đi. Đây tôi chụp. Cho xem hình ảnh đi. Tại thời điểm lập biên bản ở đây tôi coi hình ảnh với bạn trụ sở. Trụ sở đấy các ông làm chữ hy của ông gì? Km 672 quốc lộ 1A đường. Đường gì đây anh? Tránh Lũ Quảng Ninh. Quảng Ninh à anh? Đây là Quảng Ninh, huyện Quảng Ninh, huyện Quảng Ninh. Căn cứ kết quả đo tốc độ, tôi tên gì anh nhỉ? Phú à? À Thái Phú hả anh? Phúc Thái Phúc. Cán bộ phòng. Tổ công tác anh có mỗi người thôi à? Bây giờ thép đường màu mới có được một người thôi chứ. Văn Sơn. Nghề nghiệp. Dương Sơn là người làm chứng hả anh? À rồi. Phạm Tiến Thành Nam. Nghề nghiệp lái xe. Đã có hành vi vi phạm hành chính vào lúc 14:37 ngày 23 tháng 5 2018 tại km 701 quốc lộ 1A. Hưng Thủy anh. Hưng Thủy, Lệ Thủy. Điều khiển xe ô tô biển số 3C2748. Chạy quá. Trên 20 km/h. Giờ đến 35 km/h 112/80. Quy định tại nghị định 46/2016. Ý kiến trình bày của người chứng kiến, chúng tôi đã yêu cầu tổ chức như vậy. Các biện pháp ngăn chặn biển số đã gồm tạm giữ một giấy phép lái xe, giấy phép lái xe hạng B2 số giá trị. Ngoài những tăng vật ngăn chặn trên, trong thời hạn 5 ngày việc kể ngày lập biên bản, ông Phạm Tiến Thành là cá nhân vi phạm, tổ chức có quyền yêu cầu được giải trình trực tiếp. Ngày có bộ
ý kiến của tôi đây đúng không? Chúng không không kiểu đó, đây này. Đây, đưa vi phạm này. Rồi, nhất trí. Đáng đó ra thời điểm nó yêu cầu chuyện. Mình có vi trống. Tên gì nhỉ? Anh Phạm Hùng Thắng. Phạm Hùng Thắng. Tôi phải nắm người có tóc chứ. Hùng Thắng. Tức là không có hình ảnh để cho xem. Đúng không? Không, không có, không có. Thôi anh người Hùng. Chuyện anh thế nào anh kiểu về pha đó. Chưa. Ok, anh ký vào thêm vào đây. Thầy. Được chưa? Được rồi, cái đấy kia tôi nhìn thấy. Thì ông ban. Cái gì? Phạm Sửa Thanh á. Cô ghi hai ngày đi. Không, không. Em ghi. Anh ghi xong rồi. Tôi xong rồi đi. Sẽ đi ngồi đây. Chứ. Hẹn gặp các anh nhá, sau nhá. Anh xe đi đâu vào? 15 giờ. Máy đo tôi không cho xem. Đi thằng lúc này chứ. 15 giờ. Chắc máy hết hạn kiểm định rồi. Lập lúc 15 giờ. Luật nó quy định rất rõ, tôi có yêu cầu gì ngoài luật đâu. 55 phút. Luật nó quy định như vậy mà. Bộ trưởng Bộ Công an đã quy định là luật này. Không cho tôi xem. 6 mấy. Đây các anh, cái nhà nước riêng hay sao? Các anh hay xài luật riêng hay sao? Quan trọng cái chuyện tôi đóng phạt bao nhiêu, cái chuyện đóng phạt một vài chục triệu, cái chuyện mỗi. Tôi bỏ ra 1 đồng nộp phạt, các anh là 10 đồng giải trình. Rồi đến rồi xem. À, không có đồng rồi, sao mà thằng Dũng anh cháu mình mấy cái... chưa bảo biển đó, bảo tôi chứ chứ nào. Chúng ta đang lập hành chính nó không nhé. Tức là khi xác lập hành vi phải lập biên bản vi phạm hành chính. Lập biên bản tạm giữ, ra quyết định tạm giữ, anh tạm giữ như này. Ủa, sao anh? Sai quy luật xử lý vi phạm hành chính. À đây à. Tưởng xé biên bản này còn ghi vào đấy, đền vào đấy không được đâu. Không, đây này. Đôi về làm được. Rồi ok. À, mình xin chỉ như này. Rồi. Có cán bộ gì không? Anh chỉ sáng đâu thì anh cứ về làm đơn hàng rồi, em giải trình thôi, có gì đâu. Đây là căng thẳng, nhìn chơi thì nặng, mệt mỏi, đúng không? Đối với nhà nước. Rồi anh thay em gửi anh đi bên bảo. Ở dưới đấy gửi anh trên bay anh làm đỡ như thoải mái thôi. Nắng nóng cài quay ở đây như là mình. Thấy không? Cái dấu treo mà các anh còn chưa biết đóng mà các anh mà đóng như thế này. Thấy không? Quay này cái dấu treo còn chưa biết đóng mà. Thì làm sao mà áp dụng pháp luật đúng được.
tôi hỏi anh Bộ Nội vụ quy định rằng cái việc đóng dấu treo như nào mà các anh đóng như này. Dấu treo các anh chưa biết đóng mà làm sao mà các anh áp dụng pháp luật đúng được. Ôi chào các anh nhé, tạm biệt các anh nhé. Các bạn hãy subscribe và đừng quên bấm chuông để xem những video mới nhất nhé.